Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Thu Sao vui vì được chồng trẻ gọi cô bé, 5 năm kết hôn vẫn ngọt ngào. Đến nay cuộc sống hôn nhân của cô dâu 62 tuổi lấy chồng kém 36 tuổi ở Cao Bằng vẫn đang được dân tình hết mực quan tâm, theo dõi. Qua những gì cặp đôi đăng tải, có thể thấy hiện tại cả hai vẫn đang rất hạnh phúc, chẳng kém gì hồi mới về chung một nhà. Thậm chí chú rể trẻ tuổi còn không ngần ngại gọi vợ là cô bé, còn trách yêu vì nghịch ngợm như trẻ con. Sau nhiều năm kết hôn, cuộc sống của cặp đôi vẫn rất hạnh phúc. Mới đây, Hoa Cương và Thu Sao đã quay trở về quê nhà tại Cao Bằng. Dù đã kết hôn được 5 năm, thế nhưng cả hai vẫn đối xử với nhau rất tình cảm. Cuộc sống lãng mạn chẳng kém gì các cặp vợ chồng son. Đặc biệt chú rể trẻ Hoa Cương còn rất quan tâm đến vợ hơn 36 tuổi của mình. Anh không ngần ngại gọi cô bằng biệt danh thân mật. Bên cạnh đó, cặp đôi cũng bật mí thêm về dự định trang trí cho tổ ấm nhỏ của mình. Anh chàng Hoa Cương cho biết mùa hè ở bên bờ suối cạnh nhà là không gian vô cùng tuyệt vời. Cùng bạn bè về nhà ăn uống trò chuyện sẽ rất thư giãn, mát mẻ. Trong khi đó, Thu Sao lại phấn khởi khoe những bông hoa trong vườn mình và chồng tự tay chăm sóc. Có thể thấy sau bao sóng gió, cặp đôi đã có được một cuộc sống viên mãn đúng như mong muốn, không bận tâm đến những lời bàn tán tiêu cực xung quanh. Thu Sao và Hoa Cương cùng nhau xây dựng nên căn nhà nhỏ ở quê. Cặp đôi đi đâu làm gì cũng có nhau. Cả hai tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ tại quê nhà Cao Bằng. Hiện tại Thu Sao và Hoa Cương đang dành phần lớn thời gian cho việc kinh doanh buôn bán. Cặp đôi cũng cố gắng từng chút một để hoàn thiện căn nhà nhỏ của riêng mình. Những lúc rảnh rỗi, đôi vợ chồng này lại rủ nhau đi chơi, chụp ảnh, sống ảo. Đặc biệt vào dịp đặc biệt, chồng trẻ của Thu Sao lại tận tâm chuẩn bị những món quà giá trị cho bà xã. Tiết lộ thêm về cuộc sống mẹ chồng nàng dâu của mình, cô dâu Thu Sao cho biết, bố mẹ chồng giờ có khi còn quý tôi hơn con gái ấy chứ. Tôi được bố mẹ chồng yêu quý nên cuộc sống êm ấm và rất hạnh phúc, còn con gái của tôi vui lắm, bảo là mẹ sống với chú vui vẻ, hạnh phúc, thế là con mãn nguyện rồi. Con út nhà tôi ở Dubai, mỗi lần gửi quà như dây chuyền vòng lắc về tặng mẹ là tặng thêm cho Hoa Cương nữa. Cặp đôi thường xuyên đăng tải lại những hình ảnh hạnh phúc hồi mới cưới. Những dịp đặc biệt cả hai lại tổ chức tiệc bên nhau, cùng ca hát vui vẻ. Dịp Valentine, Hoa Cương cũng không quên gửi tặng lời ngọt ngào đến vợ. Có lẽ cũng nhờ cuộc sống hôn nhân viên mãn mà cô dâu Thu Sao ngày càng thăng hạng nhan sắc hơn. Lúc nào xuất hiện bên chồng, cô cũng thể hiện rõ sự tươi tắn, vui vẻ trên gương mặt. Tiết lộ trên trang cá nhân, cô nói, khi cảm thấy hạnh phúc, có lối sống lành mạnh, vui vẻ, thì tự khắc trẻ ra từ bên trong. Được biết, để níu giữ thanh xuân, Thu Sao đã dùng collagen, kết hợp ăn uống khoa học và làm việc chăm chỉ, tập thể dục thường xuyên, suy nghĩ tích cực. Dù đã bước qua tuổi 60, thế nhưng cô dâu Thu Sao vẫn tích cực khoe ảnh xinh đẹp của mình trên trang cá nhân. Lúc nào cô Thu Sao cũng thể hiện gương mặt tươi tắn, vui vẻ khi đi cạnh chồng. Dù liên tục phải đối mặt với những lời đàm tiếu không mấy hay ho, thế nhưng cả Thu Sao và Hoa Cương đều cố gắng giữ tinh thần vui vẻ, lạc quan. Mỗi ngày họ lại tận hưởng cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, chứng minh tình yêu đích thực của mình với những lời đồn đại vô căn cứ. Cùng đọc thêm nhiều thông tin hấp dẫn được cập nhật liên tục tại tin mới nhất. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.